chị ơi, cái này là cái gì đây ạ? Hoa bằng kẽm nhung ấy, đang hot 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 đây. Nên là cũng bắt chước mua về làm nữ công gia chánh. Nè, bắt chước làm nữ công gia chánh đây nè, ngồi quán hồi chiều giờ đau lưng mỏi cổ đây nè. Nhưng mà nói chung là nó đẹp nha cả nhà, đẹp lắm. Đây là mi đang làm hoa hoa lavender. Làm từng cái một như này cả nhà. Đưa đây em làm. Là Leon phụ chị nhặt từ chiều đúng không? Đúng rồi, phụ chiều làm từ chiều làm đau lưng mỏi gối, tê bì chân tay. đây. Ôi trời ơi, quá đây trời. Nha cả nhà, thì cái hoa lavender này thì nó là màu tím rồi. Nên là cái này á mi sắm hết cả 700-800 ngàn đấy cả nhà, không phải ít đâu, nhưng mà đẹp mà nhờ. Nó rất là nhiều đồ ấy, đây này, sâu cả thùng ra cho cả nhà xem. Đây cả nhà này, mi mua rất là nhiều màu để mi làm rất là nhiều màu luôn. Màu này này, màu đỏ này, màu vàng này, đấy, rồi màu cam này, vài bữa nữa rồi màu nâu nữa này, rất là màu nhiều luôn, màu hồng nữa cả nhà này. Vài bữa nữa màu này nó rất là nhiều luôn. Hoa đỏ để làm Tết rất là nhiều màu luôn cả nhà nha. Hùng không biết là mi làm những cái hoa gì, nhưng mà mới thấy làm mỗi cái này á. Cả màu này nữa, cái màu gì cũng có luôn. Nhưng mà em mua này về làm có hết rồi. Hết chứ, từ đây tới Tết thế nào em làm cũng hết. Uầy, đam mê lắm cả nhà. Hoa đầy nhà luôn á nha cả nhà nha. Tết mua cái này về làm cũng rất đẹp đây. Đây là mi đang bắn keo nén vào. Cái này thì cắt ra và gấp đôi lại thì nó sẽ ra một cái cánh hoa như thế này. Và mình ngồi mình gắn vào nha cả nhà nha. Gắn vào như thế này này. Đây, làm một buổi chiều nay được nhiêu đây thôi đấy. Đau lưng lắm luôn ấy. Đây này, mình dán vô xong mình bẻ xuống như này. Và cái cọng màu xanh đây để mình làm lá nha. Đây này, màu xanh này để mình làm ra cái chiếc lá như này này. Chiếc lá như này này. Nha. Đấy, nhìn đẹp không? Nhìn bỏ trong nhà rất là đẹp luôn. Nhìn như thế mà những cái bông này nhìn rất là kiêu ấy, nhìn đẹp lắm. Em mi là đam mê thì kiểu giờ cứ ngồi này tối mà kêu mỏi lưng co chân. Ủa, làm đẹp rồi, nhà cửa đẹp rồi, ai chân ai. Nhờ cái hoa này làm cũng đơn giản nhưng mà nó tẩm tỉ mỉ ấy, nên là nó hơi lâu. Chứ còn là làm cũng dễ làm lắm, không khó đâu. Hai ngày sau. Cả nhà ơi, cái này là thành quả sau mấy ngày miệt mài, 3-4 ngày, 2-3 ngày miệt mài ngồi làm đó cả nhà. Nó tỉ mỉ nên là làm nó cũng rất là lâu luôn. Thì giờ sáng giờ mi đang làm cái hoa, cái bình hoa hướng dương bé bé như cái bình như cái chậu nấm này nè. Nhưng mà nó lâu lắm ấy. Và tay phải dán hết như này để là nó đỡ đau á. Nó đỡ đau mấy cái đầu ngón tay á cả nhà. Làm cũng vui nhưng mà vừa cũng mệt lắm, đau lưng mỏi cổ. Đau lưng mỏi cổ nha cả nhà nha. Đây. Trong này là cái nào anh Hùng làm? Trong này á? Vâng. Anh làm cái một trong những cái hoa này thôi. Còn mấy chị My làm, anh không chịu làm cái này được đâu. Vậy ạ. Chị My lắm. Vâng. Đây, thôi bây giờ mình quấn đi. Mình quấn cái này đi. Đây. Anh quấn cái này cho em đi. Nè, quấn như này. Đây, My làm. Đây, quấn đi. Tại vì cái này nhìn nó lỏng lẻo quá. Nên là bây giờ phải chuyển sang quấn. Nó đẹp hơn mà nó hơi lâu hơn nhưng mà nó đẹp hơn. Ê, trời ơi, cả nhà ơi, làm nó lâu lắm, đau lưng mỏi cổ. Nhưng mà vẫn khoái đây. Đây là bình hoa ỏi hương lần đầu tiên My nhận hàng về và My làm. Còn bình này là hoa ly. Còn đây là bình nấm tối qua ngồi mày mò làm. Và tí nữa thì My sẽ làm cái bình hoa hướng dương nha cả nhà. Cũng gần Tết nên là vài bữa nữa My sẽ làm cái bình mai đào nha cả nhà. Mà không biết làm nổi hay không, tại vì một bình mai đào làm tận 5-6 ngày lận mới xong cơ. Nhưng mà nó hơi lâu đấy. Nhưng mà để chờ xem để làm được không. Chờ thành quả cái cây hướng dương đây nha cả nhà. Đang mò đây là còn cái cây này nữa chưa xong này. Giờ kéo mình quấn xong mình kéo cái này ra, nó xoắn xoắn này nó rất là xanh luôn. Bây giờ mình bắn keo nến. Bắn cái keo nến này xong rồi mình dán nó vô. Nóng. Đây là mình sẽ đặt lên đây nha, rồi mình cắm hướng dương vào nha cả
cả nhà. Wow, chậu hướng dương của Miu hoàn thành rồi nè cả nhà. À, chậu xíu gắn cái gì viên ngọc ở đây nữa, nhìn cho nó xinh cả nhà. Đây. Ý, cả nhà thấy thế nào, có đẹp không? Đây, thành quả tàu buổi sáng đấy cả nhà. Giờ mình sẽ gắn thêm một ít cái hạt ở đây nữa cho nó đẹp. Thành quả đây. Ui, đẹp phê nha. Tay khéo tay phết đấy. Nào, rồi làm cả buổi sáng tay đau hết đây này này. Đâu? Nát hết tay đây này. Trời ơi, xinh thế. Nhưng mà ai dạy cho em ấy? Em học trên mạng. Người ta có chỉ mà. Chỉ trên mạng mà vẫn làm được như này. Ừ. Cái gì đây? Mùi mò đây. Hoa hướng vô. Đúng luôn. Rất okay. Đẹp. Được đấy. Vợ mình khéo tay phết. Vài ngày sau. Tết tên. Cái chậu hoa đỏ Tết để trong Tết. Bây giờ mình làm cũng đã xong rồi nè cả nhà. Thì tầm một tuần hoặc hơn một tuần. Tại vì hết đồ xong lại mua. Rồi hết đồ lại mua. Thì nay em nó cũng đã xong rồi nè. Đây rất là xinh luôn. Đấy. Đây và cái này thì nó hơi còn dư một xíu. Thì mình sẽ làm những cái cành nhỏ hơn để cắm vào một cái chậu, một cái bình hoa nhỏ nhỏ đây. Còn dư một ít nha. Và chuẩn bị tiếp theo sẽ là một chậu hoa mai hoa đào. Nhưng mà không biết khi nào xong hoa mai hoa đào nữa. Thì đang định là làm nhưng mà là nó lâu thật cả nhà. Lâu lắm mà đau tay lắm. Nhưng mà ra thành quả như thế này cũng rất là ưng nha cả nhà nha. Rất là ưng luôn cả nhà. Đọc mua cái vật liệu về làm cho nhà mình một cái chậu hoa rất là xinh luôn. Tết quả tầm mua hoa luôn nha cả nhà. Đây.